Bài viết của tác giả Tuấn Khanh với tựa đề Tác giả bức tượng thương tiếc về tuổi 90 xế chiều hiu hắt. Trên các trang mạng, những người yêu mến điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu, yêu mến một kỷ niệm đẹp của Việt Nam Cộng Hòa đều nhắc nhau nên sớm ghé thăm ông, người đã tạo bức tượng thương tiếc vang bóng một thời của nghĩa trang quân đội Biên Hòa, nay đã 90 tuổi. Nhớ nhớ, quên quên, và như cũng đã quá mệt mỏi với một cõi tạm đầy nhọc nhằn với ông. Sinh năm 1934, tại Gò Vấp, Sài Gòn, điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu tốt nghiệp trường cao đẳng mỹ thuật Gia Định và sau đó qua động viên tham gia ngành quân nhu, rồi trở thành đại úy, phục vụ tại Cục Chiến tranh Chính trị. Trong cuộc đời mình, điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu đã tạo ra vô số tác phẩm, nhưng đắc ý và được nhiều người biết đến nhất là tượng thương tiếc, đặt tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa, và bức thứ hai là tượng An Dương Vương, đặt ở ngã sáu Chợ Lớn, cả hai đều khánh thành vào năm 1966. Lúc này thì ít ai nhận ra điêu khắc gia lừng danh của miền Nam tự do cũ, do ông ít bạn bè, trí nhớ không còn sắc bén, và một phần khác, quá trình đi tù sau 1975, bị đánh đập nên ông bị hư hại thính giác. Gặp ông lúc này ở nhà riêng tại Nguyễn Thượng Hiền, Gò Vấp, nói gần như hét vào tai thì ông mới hiểu hết ý của người đối thoại. Những người thân quen biết nói ông vẫn bị PTSD với những năm tháng tù đày, tức dư chấn tâm thần, dẫn đến trạng thái bất thường, hoảng sợ từ một biến cố hay giai đoạn có sức ám ảnh, nên nếu chạm vào người ông bất ngờ hoặc nâng rìu mà không báo trước đều làm ông giật mình hay hoảng hốt. Hiện điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu sống cùng sự chăm sóc của các con, nơi cư ngụ của ông số 176 Nguyễn Thượng Hiền, phường 1, Gò Vấp, là quán cà phê tượng đá, nơi có đặt nhiều tượng mà ông sáng tác lâu nay. Căn phòng nhỏ của ông nằm sau quán cà phê là nơi trú ẩn hết sức cô đơn của ông cùng kỷ niệm. Người quen cũng thấy ông lặng lẽ làm lại mẫu tượng thương tiếc thu nhỏ đặt trong phòng, chỉ chia sẻ với ai quen biết. Đây cũng là một trong những điều gây đau đớn tinh thần của ông sau 1975. Chính quyền mới cho người lập tức đến nghĩa trang quân đội Biên Hòa kéo đổ bức thương tiếc, sau đó đập nát để thỏa lòng căm thù. Nhưng vẫn chưa đủ, ít lâu sau đó, theo chỉ điểm của giới nằm vùng, một nhóm bộ đội và băng đỏ cầm AK-47 đến tận nhà ông, đem mẫu tượng ban đầu, khuôn gốc, đập và chửi bới, đánh đập cả ông vì tượng đài An Dương Vương ở ngã sáu Chợ Lớn là tượng đài nhân danh của lịch sử Việt, nên dù có ghét bỏ tác phẩm của Nguyễn Thanh Thu, chính quyền mới cũng khó lòng thẳng tay hủy hoại. Họ chỉ để nguyên vậy, không tu sửa, sau nhiều chục năm với ý đồ rất rõ là đợi có hư hại là lập tức cho phá mang đi. Đó cũng là trường hợp của tượng đài Trần Nguyên Hãn trước chợ Bến Thành. Và vì sao phải vậy? Bởi tượng Trần Nguyên Hãn được coi là thánh tổ của truyền tin quân lực Việt Nam Cộng Hòa, còn tượng An Dương Vương là biểu tượng của công
công binh Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu không chỉ là người làm tượng, được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu yêu cầu đi Phi Luật Tân để tham khảo một nghĩa trang chiến binh mà người Phi rất tự hào. Ông Thu quay về và đưa ra đề án xây nghĩa trang quân đội Biên Hòa để thay thế cho nghĩa trang Hạnh Thông Tây ở Gò Vấp. Vào đầu những năm 60, thế kỷ 20 đã bắt đầu chật chội. Điều lạ thường của chuyện bức tượng thương tiếc là khi đã có đủ 7 bản ký họa mẫu, phát thảo, dự trù cho bức tượng tiêu biểu trước nghĩa trang, hình ảnh của anh hạ sĩ lính nhảy dù Võ Văn Hai ngồi nói chuyện hư không với một người bạn từ trận của mình trong một quán nước, vô tình đập vào mắt của ông Thu, khiến ông ngẫu hứng ghi lại, day dứt với nó. Khi trình các đề án lên Tổng thống Thiệu, ông Thu đã xin lỗi khi bày ra tờ giấy lót trong gói thuốc lá, có vẽ chỉ vội sơ sài, và nói rằng xin lỗi vì mình vừa mới làm. Ông kể lại là lúc đó, Tổng thống Thiệu hỏi ông, bản nào anh đắc ý nhất? Ông Thu nói mình bị ám ảnh về hình ảnh ông phác họa từ hạ sĩ Võ Văn Hai. Sau đó, ông và Tổng thống Thiệu đã cùng chọn cái tên thương tiếc cho bức tượng này. Để hoàn thành toàn bộ bản vẽ chính xác cho thương tiếc, hạ sĩ nhảy dù Võ Văn Hai đã ngồi làm mẫu cho ông Nguyễn Thanh Thu chỉnh đi, sửa lại từng nét một suốt 3 tháng. Khởi đầu năm 1966, tượng được thực hiện bằng bê tông, cốt sắt. Đến năm 1969, được thay đổi bằng đồng, tượng cao 4 mét. Nếu tính cả mô đất dưới chân người lính và bệ tượng thì chiều cao của tượng đài là 8 mét. Tác phẩm này được điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu nhận giải đặc biệt của Tổng Tư lệnh Tối cao Quân đội Việt Nam Cộng Hòa vào tháng 8 năm 1968. Sau năm 1975, ông Thu trở thành nơi chút hận thù của các cán bộ trại tù cải tạo. Chỉ là người sáng tạo điêu khắc, nhưng ông phải trải qua 8 năm tù ở trại Hàm Tân. Ông Thu kể rằng trong đó ông có 22 tháng nhốt biệt giam và đánh đập tàn nhẫn ngày này qua tháng nọ. Khi ông lên tiếng hỏi vì sao ông bị tra tấn dã man như vậy, thì cán bộ vừa đánh vừa nói, tội của anh là lưu lại cái tư tưởng, cái hình ảnh, cái tinh thần, đó mới là quan trọng. Anh đừng nghĩ đến chuyện trở về nhé. Những ngày tháng bỏ đói với vô số những trận đòn thù đã làm cho tai ông điếc và cơ thể chỉ là da bọc xương. Cũng có lúc ông đã bị mang ra trường bắn lúc 4 giờ sáng, bịt mắt lại, nhưng không hiểu sao lại có thay đổi vào giờ cuối, cho mang về nhốt lại. Đến ngày ông được thả về, người nhà mô tả là ông phải có người vác đi vì không tự đi nổi. Trước đó, khi cán bộ yêu cầu ông viết đơn xin khoan hồng và đổ tội hết cho chế độ cũ, chứ ông không tự mình tạo ra những tác phẩm điêu khắc của quân đội, ông Thu kể rằng lúc đó ông đã đuối sức lắm, chỉ còn thều thào nói được là tôi tạo ra tượng chết thì tôi chết theo. Một viên cán bộ tức giận nhào tới tát vào hai bên tai của ông. Những cú tát chí mạng
khiến máu mũi và máu tai ứa ra. Điều khác ra Nguyễn Thanh Thu điếc gần như toàn phần từ đó. Ông Nguyễn Thanh Thu có tham gia chương trình DHO của sĩ quan bị cải tạo. Ông ở Mỹ gần 10 năm, nhưng loay hoay vì nhớ nghề điêu khắc mà không thể nào nối lại được. Sức khỏe thì suy sụp, mà quá cô đơn với tâm hồn nghệ thuật của mình. Nên sau đó, ông xin về lại Việt Nam, sống với con, lặng lẽ tạo ra những bức tượng riêng của mình, ôm giấc mộng đời đến cuối cùng. Giấc mơ lớn nhất mà điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu vẫn giữ là có ngày phục dựng được bức Thương Tiếc. Nhưng giờ, ở cái tuổi 90, mệt nhoài với những chặng đường đã qua, ngày càng đau yếu, có lẽ rồi ông cũng sẽ ra đi lặng lẽ với những nỗi niềm rất thiêng liêng đã có trong đời mình. Còn chút nhớ về, xin hãy thử đến gặp ông ở những giờ phút này tại Gò Vấp, Sài Gòn. Ảnh điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu của Lê Bảo Liên. Sen trắng trao nhau một đóa sen hồng, để thấy trời cao đất rộng, để thấy lòng người mênh mông. Trao nhau bằng lòng thương mến, hương sen tỏa đến trăm miền, trao thêm những giấc mộng hiền, nhân gian tình về hồn nhiên. Sóng gió cứ cuốn xô ta hoài, nhưng hãy cứ tin vào ngày mai. Tình người rồi thơm ngát hương sen giữa trời, cánh sen hôm nay ta trao người. Trao nhau một cành sen trắng, trao nhau một đóa sen hồng, để thấy trời cao đất rộng, để thấy lòng người mênh mông. Trao nhau bằng lòng thương mến, hương sen tỏa đến trăm miền, trao thêm những giấc mộng hiền, nhân gian tình về hồn nhiên. Sóng gió cứ cuốn xô ta hoài, nhưng hãy cứ tin vào ngày mai. Tình người rồi thơm ngát hương sen giữa trời, cánh sen hôm nay ta trao người. Dù đời bao sóng gió cứ cuốn xô ta hoài, nhưng hãy cứ tin vào ngày mai. Tình người rồi thơm ngát hương sen giữa trời, cánh sen hôm nay ta trao người. Cánh sen hôm nay ta trao người. Cánh sen hôm nay ta trao người.